quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Gia đình Tài tử do Panasonic tài trợ. Chúng ta vừa trải qua những gia đình đến từ thành phố Hồ Chí Minh, khu vực miền Nam, khu vực miền Trung như Đà Nẵng. Và bây giờ chúng ta trở lại với gia đình tử tại thủ đô Hà Nội. Ta sẽ gặp gỡ những thành viên trên khắp mọi nẻo đường các nước, đó là những gia đình đam mê ca hát và không biết ai sẽ là người chủ sở hữu của giải thưởng 100 triệu đồng đây. Vẫn là một điều rất quan trọng trong đầu chương trình. Chúng tôi xin trân trọng chào đón sự có mặt của nghệ sĩ nhân dân Lan Hương, nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa, nghệ sĩ ưu tú Chí Trung. Thưa Chí Trung, vừa qua thì có lẽ rằng khán giả cũng rất là buồn bởi vì khi anh bị tai nạn, và ngày hôm nay thấy anh cười tươi trên truyền hình như vậy, khán giả cũng rất là vui. Anh thể chia sẻ chút xíu gì thời gian qua cái việc mắc nạn của anh ạ? Vâng, xin cảm ơn tình cảm của tất cả mọi người dành cho Chí Trung. Rất may là chỉ bị gãy 5 xương sườn thôi, chứ còn nó quá nhẹ so với nếu chẳng may mà đi bay 5 cái răng cửa thì mới sợ. Thì lúc này không trở thành giám khảo của gia đình tài tử được, bởi vì chả nhẽ lại hở hết hàng tiền đạo. Chí Trung đang rất khỏe và tràn đầy sinh lực, cho dù sườn hơi đau một chút để đến với gia đình tài tử, bởi vì tôi rất là nhớ gia đình tài tử. Hy vọng rằng 5 cái xương sườn của anh nó sẽ lành lặn như ngày xưa, và nụ cười của anh sẽ mãi mãi trên môi. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta đến với dình đầu tiên. Vùng đất Vĩnh Phúc chào mừng sứ giả Đức Khuê. Tâm tư đúng rồi, đây rồi. Sứ giả cùng phái đoàn đã đến thăm gia đình. Gia đình anh Lực tham gia gồm có vợ chồng anh Khổng Văn Lực 44 tuổi và chị Trần Thị Huệ 39 tuổi. Cùng mẹ anh Lực là bà Nguyễn Thị Sen 75 tuổi, Khổng Thị Huyền 37 tuổi, Hoàng Thế Mạnh 44 tuổi, cháu là Hoàng Thị Thu Hà 17 tuổi, Nguyễn Thị Hải Yến 18 tuổi, Nguyễn Vĩnh Thành 31 tuổi, Đặng Hoàng Phương 19 tuổi, Khổng Quỳnh Nga 16 tuổi, Nguyễn Lệ Quyên 8 tuổi. Nhau dưới ánh trăng xanh, xin mời ăn miếng trầu xanh thắm lòng, trầu xanh câu trắng chơi hồng, đẹp duyên phải phần tơ hồng trời xanh. Và mời anh cả anh hai ăn với em một miếng trầu. Ăn một miếng trầu, gần đây ăn một miếng trầu, không ăn cầm lấy, không ăn cầm lấy, cho nhau bằng lòng. Trầu này trầu tinh, trầu tinh, trầu này trầu tinh, trầu tinh, ăn vào cho đỏ, ăn vào cho đỏ. Một miếng trầu xanh cùng giai điệu quan họ. Rồi, hay quá. Wow, vâng, sao mà yêu thế nhỉ? Thế anh đây là bà nội hay là bà ngoại nhà mình đấy ạ? Bà nội. À, bà nội. Vâng, anh, vâng. Sứ giả trao cho gia đình một cái cơ hội giải thưởng trị giá 100 triệu đồng. Cơ hội của gia đình mà hôm nay sứ giả mang đến đó là bài hát mang tên Bài ca Hồ Chí Minh. Mọi người có biết bài đây ạ? Biết ạ. Miền biển xa gửi đi khắp phương trời. Đúng rồi, chính xác. Ở nơi xa đó. Đúng rồi, đúng rồi. À, đây. Bà có thích không? Vâng, quá rồi. Gia đình ba có tham gia không? Lưu luyến thế này, sao sứ giả nỡ lòng ra đi? Người về. Sứ giả đành lưu giữ kỷ niệm vào điện thoại cá nhân thôi. Xin chào đón gia đình đến từ Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, gia đình Khổng Văn Lực. Xin mặt gia đình tài tử, xin cảm ơn gia đình đã đến đây với một lực lượng rất là hùng hậu. Và đầu tiên cháu xin phỏng vấn cụ Sen ạ. Cụ có thường xuyên ca hát trên sân khấu không ạ? Không ạ. Không đi, thỉnh thoảng có đi đại hội với là các cụ, thì chúng tôi thỉnh thoảng mỗi một năm đi hai lần giao lưu với các cụ thôi. Cụ có lên sân khấu không? Sân khấu của xã thì làm gì chả lên được. Cụ có hay hát không? Đi chùa thì vẫn hay hát. Dạ, cụ thấy hát sân khấu ngày hôm nay hát ở chùa nó khác nhau như thế nào ạ? Nó đi chùa thì khác, nhưng hôm nay phấn khởi lại hát khác. Hôm nay tôi sẽ là ngâm một bài thơ đi. Rồi, xin mời cụ ạ. Già thì bạc tóc bạc râu, còn riêng lý tưởng thì đâu có già. Các con vui hội của mình, thì nhà tài tử đón quà
mà ngày linh hết đấy ạ. Cảm ơn cụ một bài ngâm mới nghĩa. Xin hỏi anh Lực à, trước khi thi thì gia đình chúng ta đưa ra tiêu chí như thế nào và quyết tâm như thế nào? Trước khi thi thì gia đình tôi có đưa tiêu chí là lên sân chơi rộng lớn như này là một niềm hạnh phúc lớn và một thành công rực rỡ nhất trong nhiều điều mong đợi. Có nhiều người mong mà không được. Vậy thì cái quyết tâm cao nhất là đến đây là phải chiến thắng. Xin chúc mừng gia đình. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với gia đình thứ hai. Họ đến từ đâu? Xin mời quý vị hướng về màn hình. Nào, tay từ Hùng ơi, Phạm Mạnh Hùng. Góp mặt cùng vợ chồng anh Phạm Mạnh Hùng 59 tuổi và chị Nguyễn Thị Tám 59 tuổi. Còn có 12 thành viên là chị Nguyễn Thị Yến 51 tuổi em vợ, con trai Phạm Văn Bách 31 tuổi và hai cô con dâu là Đỗ Hồng Hạnh 30 tuổi, Nguyễn Thị Yến 27 tuổi. Cùng các cháu là Nguyễn Hữu Duy 30 tuổi, Phạm Thị Ngọc 23 tuổi, Nguyễn Thị Hoa 24 tuổi, Nguyễn Thị Ngọc Mai 23 tuổi, Đỗ Thị Huyền 26 tuổi, Phạm Nguyễn Hà My 6 tuổi, Nguyễn Xuân Thứ 25 tuổi, Nguyễn Thị Hạnh 28 tuổi. Nhà mình coi như là toàn cán bộ nhà nước hết. Mà tôi nghe nói là cũng văn nghệ là được huy chương vàng khá nhiều đúng không ạ? Vâng, của cháu được 5-6 cái kìa. Wow, gia đình có nhiều giải thưởng âm nhạc thế nhỉ? Thì hát thì là gia đình mình có đi cả không ạ? Gia đình mình thì cũng một số người nhưng không đi cùng nhau thì cả. Vâng. Thế ta đã chuẩn bị tinh thần để hát bài gì chưa ạ? Đường chúng ta đi ạ. Nào ta hát thử tôi nghe cái xem nào. Ta đi giữa mùa xuân, ta đi giữa tình thương của đảng. Tiếng Bác Hồ rung động mãi trong tim. Đường ta đi ánh lửa soi đêm dài, đường ta về trong nắng thấm ban mai. Việt Nam qua từng bước gian nan lớn lên rồi đẹp nhớ mùa xuân. Bây giờ tôi xin phép là đưa cái bài hát xem người ta giao cho mình là bài hát nào nhá. Bài hát này là Qua Miền Tây Bắc. Thử thách này đúng sở trường của gia đình rồi. Quyết tâm giành chiến thắng nào. Đó là gia đình thứ hai đến từ thủ đô Hà Nội, gia đình anh Phạm Mạnh Hùng. Xin chào cả nhà. Xin hỏi anh Hùng à, lý do thế nào mà anh đăng ký tham gia chương trình gia đình tài tử? Tôi không bao giờ dám nghĩ đến cái cuộc thi lớn như này. Đây là các cháu ạ, các cháu nó có cái nảy ra cái ý tưởng thế. Còn tôi bây giờ 59-60 tuổi chỉ biết bế cháu thôi. Ở nhà khi nào hai anh chị song ca trong gia đình không? Chỉ tôi hát cho vợ nghe thôi. Anh thường hay hát cho chị nghe bài gì? Ví dụ này ạ, một bài rất nổi tiếng của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao. Rồi chị thường hay hát cho anh nghe bài gì? Chỉ cười thôi ạ. Có khi nào một bài nào đó, một câu nào đó mà hát tặng anh không? Thỉnh thoảng ngày trước thì tôi công tác ở đơn vị Z15 của quân giới á, thì tôi hát mấy câu về đơn vị ngày xưa tôi sản xuất đạn ạ. Rồi xin mời chị. Đạn này em gửi ra chiến trường, là em gửi cả tình thương cho chiến sĩ. Bao đêm thức suốt canh trường, vì chiến trường súng đạn đang mong. Thôi ạ. Cảm ơn chị. Xin chào con à. Con có thấy bà nội hát hay không? Ông nội hát hay không? Có. Trong nhà ai hát không hay? Cháu hát không hay. Xin chúc cho gia đình gặp nhiều may mắn trong ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin mời hai gia đình chúng ta sẽ cùng cử đại diện ra để giao lưu. Vâng, đến với chương trình hôm nay thì xin gửi tới lời chúc tốt đẹp nhất tới gia đình bác Phạm Mạnh Hùng. Vâng, chúc gia đình bác có một sức khỏe dồi dào. Và đến với hội thi này chúng ta sẽ cùng đạt những thành công rực rỡ. Kính mong quý vị khán giả chúng ta sẽ dành những một tràng pháo tay cổ vũ thật nồng nhiệt. Cuộc thi của chúng mình là cuộc chơi. Nhưng mà cuộc chơi này theo tôi nghĩ là một bài toán rất khó về nghệ thuật. Tức là cả ba thế hệ lên trên này diễn, hát và múa không phải đơn giản. Trên chúng ta đến đây xác định là cống hiến. Còn giải các thứ gia đình tôi không bao giờ dám nghĩ đến. Bây giờ thì chúng ta sẽ rút thăm xem gia đình nào sẽ thi trước và thi sau. Gia đình anh Khổng Văn Lực sẽ gia đình thi đầu tiên và Phạm Minh Hùng gia đình thi thứ hai. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ chào đón phần biểu diễn của gia đình đầu tiên. Mặc dù gia đình sống tại xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc là nơi thuộc vùng sâu vùng xa, nhưng gia đình vẫn rất hăng say luyện tập. Bà thấy là rất là vì nó có cái ý nghĩa. Từ trước tới nay là cũng hưởng ứng về theo lời của bác.
thì chúng tôi là cũng hát cái bài này là rất là hợp đi lên toàn cả nước. Giờ là chúng tôi là từ bé mà giờ 75 tuổi mà được lên sân khấu cũng không được lên bao giờ. Giờ hôm nay mới được lên. Bác Sen là diễn viên xuất sắc nhất. Tập luyện chưa xong, anh Lực lại phải. Mỗi ngày theo gia đình thu nhập là 13 cho đến 14 triệu theo con, theo giống. Nếu nuôi thành thương phẩm thì cũng tùy theo giá cả thị trường, như thời điểm này thì giá hơi chậm. Em đàn lợn con nữa. À, mua lợn à? Đấy. Mua đàn lợn con. Ừ, thế thì lấy vợ thì cho luôn cả lợn à? Hậu cần là đây. Cho gia đình trước hết này để lấy lại tinh thần để ngày mai đi thi. Và tất cả mọi người chú ý là đều phải là ghi nhớ là không được thiếu bất kể một từ trang phục, dụng cụ, từ cái nhỏ nhất, gương, lược, phấn son. Rồi quần áo. Nào có ai có ý kiến gì không? Không có ý kiến. Chiều tới dân mình biểu cảm của chúng ta hơi bị buồn. Bài này không phải là bài buồn và tất cả cái nó bị đều đều từ đầu cho đến cuối. Đa 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 đa. Thì người ta sẽ không thấy được cái đoạn này, bài hát này là ca ngợi Bác Hồ nhưng mà nó đầy phấn khởi. Thì ngay cả trên khuôn mặt của tất cả các anh các chị toàn thể gia đình nói chung là lo lắng. Cho nên là cái mà phấn chấn để thể hiện bài hát thì nó chưa đạt tới cái ý đồ chính của tác phẩm này.
một cái bài hát nó mang tính chất ca ngợi hùng tráng như thế, Hồ Chủ tịch, nó cảm giác là khi hát lên ý, thì nó phải gai cả người lên cơ. Gia đình chúng ta mới có hoàn thành, tức là giản dựng cũng hoàn thành thôi chứ chưa phải là công phu. Chỉ có mỗi cái chỗ là may mà cái đoạn mà vào thay quần áo ra thì tôi thấy hơi có một chút thay đổi, và nhưng mà nét mặt thì vẫn cứ buồn. Nhưng mà dù sao thì chúng ta cũng đã vượt lên khỏi chính bản thân mình rồi. Cảm ơn tất cả. Vâng, tôi thì lại thấy là ngược lại một tí. Nếu chúng ta nhìn vào thành phần gia đình của mình thì toàn bộ là làm ruộng và công nhân. Thì các bạn đều rất là non trẻ, trừ có cụ 75 tuổi thì cụ còn trái tim cụ vẫn rực lửa. Thì tôi nghĩ là thế này, phải đánh giá cao phần cố gắng của gia đình. Người nào là người đạo diễn? Mời chị ạ. Vâng, mời chị ra đây ạ. Nếu chúng ta tính ý ra thì các bạn đã trải dài ra một quá trình lịch sử của đất nước. Từ chỗ bị đô hộ của Pháp, thì sau đó thì chúng ta lại tiếp tục nông dân đi dưới sự lãnh đạo của công nhân. Sau đó các bạn đã sử dụng quốc hoa, đó là hoa sen, và hình ảnh Bác Hồ được đưa ra trên nền của công nhân vươn lên. Cuối cùng là thế hệ tương lai, một em bé và những cái gì đấy rực rỡ, những tương lai đang hướng về phía trước. Tôi đánh giá rất cao, rất sâu sắc. Ai lại đóng vai anh lính à? Hình như là chúng ta vẫn chưa thể hiện hết sức mình. Với lúc đó là giặc Pháp cũng rất là dữ dội đúng không anh? Mặt là căng thẳng lên, dữ dội lên, đánh mạnh lên. Nãy anh đánh giống như... Không, anh ơi, anh Linh ơi, các bạn nông dân đang lầm than mà chĩa mông như thế mà lại quật vào đi thì nó lại hài hước đấy không? Rõ ràng bạn làm thế là đúng rồi. Tôi thấy rằng hình ảnh nó vẫn chưa tới. Đây là nghệ thuật sân khấu bạn. Sân khấu ước lệ. Chúng ta chỉ ước lệ thôi chứ chúng ta không thể dùng roi quật để đét vào cái vào mông. Nhưng mà nó phải là toát lên cái hồn của nhân vật. Vâng, vâng, tôi rất hiểu ý của Quyền Linh. Có nghĩa là cái khuôn mặt biểu cảm của người lính đó nó chưa ra người lính Pháp thế đấy. Đúng. Ta trong mặt ta hiền quá. Có lẽ đấy là cái biểu cảm của khuôn mặt thôi. Chứ còn tôi nghĩ là cái roi quật vào đâu nó không quan trọng bằng chính cái sắc thái của người lính. Bây giờ tôi sẽ hỏi thử một khán giả. Xin mời anh ạ. Tôi xin hỏi anh, Tráng anh đứng lên ạ. Anh cảm nhận như thế nào về cái phần biểu diễn vừa rồi? Vâng, thưa anh Quyền Linh, vị trí của gia đình lần đầu tiên và mơ ước được bước lên sân khấu, tôi thấy đã là thành công lắm rồi. Vâng, còn tất nhiên trong cái việc mà thể hiện, vì lúc đầu đến đây thì tôi đã có ý tưởng nói với đoàn rồi, bảo mặt phải tươi lên. Thế nhưng mà đạo diễn nói là bài này là hơi buồn vì đang đô hộ. À, rồi cảm ơn anh rất nhiều. Bà thấy ban giám khảo nói vậy đúng không ạ? Cái đấy là cũng đúng, bởi vì chúng tôi là nông dân làm ruộng, bây giờ thì có cái khí thế đấy là được rồi đấy. Dạ. Như tôi là tôi được rồi đấy. Trăm phần trăm đấy. Chứ đi làm ruộng cấy bỏ mẹ ấy, thế này. Quốc nào nó cứ quốc nào ra cắt cỏ trâu cỏ bò này. Thế lấy đâu sớm nay 1 giờ sáng cho lợn cho gà ăn. Nhà còn phải gửi cái ông thông gia. Thế để đi có 5-10 đi tất, có ai ở nhà, có mới con lợn này. Đúng rồi, đúng rồi. Chứ đâu phải những người nghệ sĩ chuyên nghiệp đâu đúng không bà, như vậy là quá tốt rồi. Dạ. Đi cày đi quốc, bà thì chân thì thọt, có cái gì đâu, có đẹp đâu. Trong cái mặt thì đẹp, nhưng cái chân thì nó khỏeo. Nhưng mà hôm nay thấy vui không ạ? Vui. À vui. Nếu mà được vào vòng trong nữa thì vui rồi, nhưng nếu không được vào vòng trong thì bà nghĩ sao? Ôi, thế thì buồn quá. Thế thì buồn quá chứ. Và ngay bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ chào đón phần biểu diễn của gia đình thứ hai. Với người dân thủ đô thì có vẻ việc tập luyện chuyên nghiệp hơn. Nhưng có vẻ điều trở ngại bắt đầu xảy ra. Thôi mình phải tập nhiều đấy, tập nhiều đi. Mình vẫn chú trọng quá hát quá. Khó nhất là cái đấy ý tưởng là như thế nào, đi đứng ra làm sao. Khi anh Thủy được huy động từ miền Nam, cấp tốc bay ra Bắc để tham gia. Thì khi bắt đầu cô lên này, các chú phải đứng đi từ đây ra, nó tách đổi ra. Đúng rồi, chú nhớ rồi. Không, anh ơi, động tác đơn giản không cần như thế. Người ta cứ cho động tác lên, nó không bắt không không. Làm tay này khóc vào gối đội hình ngay. Đơn giản thôi, không cần thấy này. Thật đơn giản mà đều. Chiến thắng miền Tây Bắc hân hoan, một niềm vui bắt đầu cùng hát, giao lưu với nhau, người nọ thì mà sang giao lưu với nhau. Không, mình phải đỡ tất đỡ thấp, tự chứ làm sao đỡ thẳng mặt nhau được, đúng không? Đẩy rộng mà đi nữa. Theo anh có thể hợp lý không? Còn đây là hai khán giả trung thành. Liệu tiết mục của gia đình sẽ ra sao khi có mặt của anh Thủy? Hãy chờ xem. Thank you.
phần biển xuôi ngược cùng dân say tươi đất nước non nào. Qua miền Tây Bắc núi vút ngàn trùng xa, suối sâu đèo cao bao khó khăn vượt qua, cổ đời ta vâng lệnh cha già về đây giải phóng quê nhà. Đất nước miền Tây Bắc đau thương từ bao lâu, suối ép ngoài dòng an ba, tay nắm tay vui vươn tận biển xuôi. Vì nó quá tốt. Nó quá tốt, bè phối rất là hay. Toàn bộ gia đình là cả một cái sự phối hợp rất là ăn ý. Vâng, đúng là tôi cũng hơi ngạc nhiên, bởi vì có thể nói là hoàn thiện và nhất là đoạn cuối lại còn sáng tạo. Nhưng mà có một chỗ nếu như em làm được, ví dụ như là suối sâu đều cao, tất cả những cái đó em nhấn một chút nữa thì có nghĩa là hoàn thiện chỉ một chút thôi. Còn nói tóm lại là tôi nói đến bây giờ vẫn đang nổi da gà, nó chưa xuống hết. Nói chung mình vẫn còn đang ngơ ngẩn. Tôi đang tìm, tôi đang bắt lỗi. Cái đoạn cuối cùng, sao các bạn lên chỗ đấy, lên đến một bát độ nữa mà sao nó hay đến như thế nhỉ? Nó truyền cảm đến như thế và các bạn chói trang và mở ra và các bạn tầng tầng lớp lớp của những vùng rừng núi Tây Bắc nó hiện ra trước mắt tất cả chúng ta. Mà tôi tin là những khán giả đang ngồi trước màn hình cũng thấy rằng chúng ta có một miền Tây Bắc vô cùng đẹp. Tôi xin hỏi khán giả, ai có tìm ra một điểm nào khuyết điểm của tiết mục vừa rồi không ạ? Chúng ta có thoải mái đưa tay lên nói ạ. Có không ạ? Các bạn nếu nhớ những chương trình trước thì tôi bao giờ bộ đội tôi để ý xem là có nhẫn không nè, đồng hồ Seiko to đẹp không nè, có một vài anh có hoa tai là chết với tôi ngay. Thế có đúng mà anh đeo nhẫn nhưng mà là nhẫn cưới chả thì trách cái thất hương. Nhưng mà tôi thấy rằng là khi mà tất cả mọi người đang hòa vào một tác phẩm thì có một người hình như là chị cứ thoải mái kêu con vào rồi xong rồi quay ra nhắc người kia, đó là chị và anh Hùng. Anh Linh ơi, chị không thể tìm được cái lời nào để chị hát trong cái bài này cả, đâm chị phải quay sang biểu diễn. Với một cái cao như cái ca khúc Qua Miền Tây Bắc này thì đúng là chị không thể vào được. Yeah. Thế là, nhưng mà cũng không sao ạ, cái đó tôi cũng tìm rồi, lỗi lúc vẫy vào. Tôi nghĩ rằng là, hay ra đây con, vui lắm, lên miền Tây Bắc, vui. Đó, nó hoàn toàn lý giải được, anh đừng có bắt lỗi đó nha, lỗi không tính. Bây giờ thì xin mời hai gia đình chúng ta bước ra để chuẩn bị nghe công bố kết quả. Đầu tiên sẽ là khả năng ca hát đội đến từ Vĩnh Phúc. Nghệ sĩ Nhân Lan Hương, 9 điểm. Nghệ sĩ Nhân Thanh Hoa, 8,6. Và nghệ sĩ ưu tú Chí Trung, 9 điểm, chúc mừng. Và số điểm khả năng ca hát của đội đến từ thủ đô Hà Nội, gia đình anh Hùng, nghệ sĩ Gia Lan Hương, xin mời. 10, 9, 7. Nghệ sĩ ưu tú Chí Trung, số 10. Khả năng sáng tạo của đội đến từ Vĩnh Phúc, xin mời nghệ sĩ Gia Lan Hương, 8,8. Nghệ sĩ Như Thanh Hoa, 9. Và nghệ sĩ ưu tú Chí Trung, 9,7, chúc mừng. Và bây giờ sẽ là khả năng sáng tạo của đội đến từ thủ đô Hà Nội, gia đình của anh Hùng, nghệ sĩ Dương Lan Hương, 9. Nghệ sĩ Dương Thanh Hoa, 9,8. Và nghệ sĩ Tuấn Chí Trung là 9. Tổng số điểm của đội đến từ Vĩnh Phúc, gia đình của anh Lực là 54,1. Chúc mừng. Gia đình của anh Hùng đến từ thủ đô Hà Nội là 57,5. Và chúng tôi xin mời nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa cùng với nghệ sĩ Tuấn Chí Trung chúng sẽ lên để tặng giải thưởng cho đội đến từ Vĩnh Phúc. Cảm ơn mọi người đã tham gia chương trình. Gia đình tài tử xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tôi xin trân trọng kính mời nghệ sĩ nhân dân Lan Hương sẽ lên chào chiếc vé vòng thi tháng cho gia đình anh Hùng. Thưa quý vị, chiếc vé vòng thi tháng đã được trao cho gia đình anh Hùng đến từ thủ đô Hà Nội và chương trình Gia đình tài tử cũng xin khép lại. Cảm ơn Panasonic đã tài trợ chương trình này. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào quý vị.
tuần thi đấu thứ hai tại Hà Nội sẽ là gia đình Nguyễn Văn Hồng, thành phố Việt Trì và Phùng Kiến Hợp Ba Vì Hà Nội. Tình huống gì sẽ xảy ra? Chuyện vui gì trên sân khấu gia đình tài tử?